Hello, xin chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh RoCD TV. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và ủng hộ cho kênh RoCD TV của mình nha. Trong video ngày hôm nay là chủ đề về mùa thu. Mùa thu là mùa thứ 3 trên quả đất này, đúng không quý vị? Trên trái đất này có 3 mùa. Và mùa thu là tiếng Anh gọi là mùa fall vì có nhiều lá rơi, đúng không? Mùa thu là mùa thứ 3 trong 4 mùa trên trái đất này. Và nó là giai đoạn chuyển sang từ mùa hạ sang mùa đông. Bởi vậy mùa thu người ta còn gọi là mùa ôn đới. Và theo như là các vùng ôn đới phía Bắc và ôn đới về phía Nam thì có những cái hiện tượng khí hậu khác nhau. Về những vùng ôn đới phía Bắc thì lá cây có sự thay đổi và đổi màu, đổi qua màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu đủ thứ hết, rất là đẹp, tạo nên cái khung cảnh mùa thu rất là đẹp. Sự đa dạng về màu sắc giữa cây cối và nền rừng giống như một bức tranh khổng lồ trong một mùa thu. Đặc biệt là nó tạo ra giống như là một cái trong những cái thành phố có cao có thấp, trong mùa thu nó sẽ rõ rệt hơn, giống như là một bức tranh thành phố rất là đẹp. Mùa thu là mùa trong đó đa phần các loại cây trồng và cũng là được thu hoạch nữa. Và các cây lá rụng thì rụng lá, mất lá, và nó cũng là mùa thu mà thời gian cũng thì ngắn dần đi, và ban ngày thì sẽ ngắn hơn, ban đêm thì sẽ dài hơn, rõ rệt hơn, và đặc biệt nó sẽ rõ rệt hơn ở các vùng địa lý, ở các vĩ độ lớn như là vùng Bắc Cực Alaska, nó sẽ rõ rệt hơn. Dần dần thì cái lạnh vào mùa thu nó sẽ rõ dần và chuyển qua mùa đông. Tại các vùng ôn đới thì lượng mưa sẽ tăng dần tùy theo cái khu vực ha. Rồi theo tiếng Trung Quốc thì mùa thu nó chia ra là lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phương, hàn lộ và sương giáng. Sương giáng là cuối mùa thu là bắt đầu là có lạnh rồi đó, chuẩn bị chuyển qua lạnh rồi. Về mặt thiên văn học thì mùa thu bắt đầu từ thời điểm là thu phân. Thu phân thì khoảng giữa tháng 9, tính theo Bắc bán cầu và Nam bán cầu, và chuyển qua thời điểm đông chí. Thời điểm đông chí là khoảng cuối tháng 12 đó, cái thời điểm mà mùa thu mà có sự lạnh rõ rệt là chia rồi từ tháng 9 tới tháng 12. Và vào mùa thu thì theo văn hóa của người châu Âu mà di dân tới nước Mỹ này đó, thì mùa thu giống như là một người đàn bà đẹp. Trên đó có nhiều loại, người ta làm cái mùa thu giống như là Mother Nature vậy đó, là người đàn bà đẹp, khỏe mạnh và trang điểm bởi các loại quả và rau, ngũ cốc đầy đủ tất cả các loại. Và mùa thu cũng là bắt đầu vào mùa lễ hội, như là lễ hội Halloween, lễ hội tạ ơn. Và những lễ hội này thì cũng xuất xứ từ những cái dân tộc khác nhau, như là dân tộc
account của Ái Nhĩ Lan, rồi dân tộc Do Thái, đủ thứ hết. Vì người Mỹ này có rất là nhiều dân tộc khác nhau. Và vào ngày lễ tạ ơn thì người ta hay có ăn món gà Tây ở đây. Và nó cũng tùy theo cái tính chất tôn giáo khác nhau và sẽ có những cái truyền thống khác nhau, đúng không quý vị? Mùa thu là mùa thu hoạch và cũng tùy theo tính chất và tầm quan trọng của những tôn giáo khác nhau ở những vùng địa lý khác nhau sẽ có những cái khác nhau. Thì nói chung là mùa thu ở Mỹ thì mới đầu là những cái thổ dân ở vùng Bắc Mỹ thường có những cái thu hoạch từ hoa quả chín và tự nhiên, rồi giống như là ở Việt Nam vậy đó. Tết Trung Thu của người Trung Quốc và người Việt Nam cũng là mùa thu hoạch. Và cũng mùa thu cũng là một mùa rất là tâm trạng. Dù cái mùa thu này là mùa có nhiều lễ hội mùa thu vì niềm vui sướng, vì mùa thu là được bội thu hay là, nhưng mà nó cũng phản phất đâu đó một nỗi buồn vì thời tiết khắc nghiệt sẽ sắp tới rồi, mùa đông đông sắp tới rồi. Và cũng mùa thu cũng là mùa tưởng nhớ tới tổ tiên, là cũng trong cái phản phất của lễ hội này cho nên có cái lễ hội Halloween là tưởng nhớ tới tổ tiên đó. Vì cái dân tộc Keo của người Ái Nhĩ Lan đó, nó có cái truyền thống lễ Halloween giống như là lễ tha thanh minh tưởng nhớ tới tổ tiên. Và người ta sẽ ra ngoài nghĩa địa, người ta thắp nến rồi tưởng nhớ về tổ tiên. Và họ nghĩ là có thể là cái người thân trong gia đình mình đã mất đó sẽ trở lại vào cái ngày Halloween để thăm gia đình nữa. Vì mùa thu tạo nên bức tranh rất là đẹp, lá vàng, lá đỏ rất là màu sắc của thiên nhiên. Vì vậy với ngành công nghệ điện ảnh thì cũng mùa thu cũng là sự khởi đầu của những bộ phim ít vốn đầu tư nhưng lại mang giá trị nghệ thuật rất cao. Và đó là những bộ phim kinh điển hay là những bộ phim lãng mạn, romantic gì đó thường được hay quay vào mùa thu. Và phim này có khi được trao giải Oscar nữa. Vì đa phần những phim làm vào mùa thu là mang tâm trạng rất là sâu sắc và rất là nghiêm túc. Không có những cái phim mà kỹ xảo như là kỹ xảo làm trong mùa hè, mùa thu sẽ khác nhau nha. Nói chung là rất là đa dạng. Nói chung thì mùa thu cũng là mùa rất là nguy hiểm. Vì thân nhiệt con người nó sẽ có sự thay đổi. Và virus, mấy con virus cũng hành hành. Và những cái bệnh như là bệnh đột quỵ cũng phải cẩn thận vào mùa thu nha quý vị. Và mùa thu cũng ở Mỹ này cũng là mùa bầu cử của tổng thống. Và giống như là lá vàng rụng đi và có một ông tổng thống mới sẽ ra đời. Như mùa thu năm ngoái thì ông tổng thống Trump đã rụng đi và có một ông tổng thống mới, Biden, lên ngôi. Nói chung thì mùa thu rất là đa dạng và nhiều màu sắc và có những cái nhiều lễ hội. Vì mùa thu giống như là mùa bội thu. Nếu mà năm nay thì nó có vẻ là kinh tế có vẻ là hơi ảm đạm. Mùa thu năm nay
có vẻ hơi buồn một chút đó quý vị. Theo dự đoán thì mùa lễ hội năm nay ở Mỹ, người ta nói là thiếu đồ ăn, thiếu gà tây đó, vì cái vận chuyển về vận tải gặp nhiều gọi là bất lợi, không có đủ đồ ăn. Theo dự đoán thì không có đủ gà tây cho người Mỹ đó quý vị. Vì vậy người Mỹ này người ta rất là giận ông tổng thống Biden vì làm cho cái nền vận chuyển đó bị đình trệ, và có thể mùa lễ hội năm nay Thanksgiving đó không có đủ gà tây cho dân Mỹ ăn luôn. Nếu quý vị đi chợ để ý mấy cái chợ Việt Nam á, gạo họ mua hết sạch sẽ rồi đó. Có lẽ như là hàng hóa đó, nó cũng tăng giá rất là nhiều vì nó gặp nhiều cái khó khăn trong vấn đề vận chuyển. Và cái ông bộ trưởng bộ vận chuyển của Mỹ thì ổng lại nằm nhà trong lúc cái nước Mỹ đang gặp khó khăn này. Ổng lại nằm nhà do ổng có baby mới sinh đôi, hai đứa baby, cho nên ổng phải nằm nhà. Người ta cũng la ổng quá trời luôn. Những cái chương trình thời sự bình luận đó, ta la cái ông bộ trưởng vận chuyển của nước Mỹ: trời ơi, nước Mỹ đang gặp khó khăn về vấn đề vận chuyển hàng hóa. Nói chung là mùa lễ hội năm nay thì chắc là như là lễ hội Thanksgiving không đủ đồ ăn, theo người ta dự đoán là vậy. Ngay cả những cái đồ mà điện tử cho cái lễ hội Black Friday đó, dự đoán là cũng ít đồ luôn, năm nay không có nhiều đồ lắm. Không biết chừng nào nền kinh tế của toàn cầu mới ổn định ha. Nói chung là Covid-19 này nó gây náo loạn toàn cầu rồi. Hy vọng mùa thu năm tới thì sẽ nhiều vui vẻ hơn, nhiều gọi là tin tức vui hơn. Video của mình tới đây cũng là dài rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã lắng nghe và theo dõi video của mình và cùng đồng hành và ủng hộ cho video của mình nha. Xin hãy nhấn nút like cho video của mình vì video của mình miễn phí mà. Nhấn nút like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn đó. Không biết khung cảnh mùa thu của nơi bạn sinh sống như thế nào. Nếu bạn có thời gian hãy làm video và thưởng thức không khí mùa thu ở nơi bạn sinh sống nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn đó. Chúc mọi nhà sẽ nhiều sức khỏe và bình an. Nói chung là vào thời điểm đại dịch này, chỉ mong nhà nhà được mạnh khỏe và bình an nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đó. Quý vị ơi, hãy dùng bàn tay thần thánh của mình nhấn nút like cho video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn đó đã theo dõi video của mình. Xin hãy ủng hộ video của mình bằng cách nhấn nút like và có thể đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều các bạn đã cùng đồng hành và ủng hộ cho kênh Rosidy TV của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn đó.